quê mình ở Hưng Yên. Sắp tới mình có một kế hoạch đó là mở một spa massage trị liệu tại quê. Mình được một người bạn tên là Thương giới thiệu đến Trung tâm Đào tạo nghề massage trị liệu Haju Việt Nam. Sau khi học một khóa offline ở Haju thì bạn ấy nói là ở đây dạy rất tỉ mỉ và có phương pháp học rất dễ hiểu. Và hơn thế nữa là còn được thực hành trên khách hàng thực tế nữa. Mình cảm thấy rất muốn học, nhưng do một số chuyện cá nhân nên là mình vẫn chưa thể lên Hà Nội được. Tìm hiểu thì biết được Haju có hình thức học online nên mình đã đăng ký thử một khóa massage trị liệu cơ bản. Thú thực thì mình cảm thấy khá là lo lắng với hình thức học online, nhưng dù sao thì mình cũng đã đăng ký rồi nên mình sẽ thử học xem sao. Mình không nghĩ là một khóa học online lại tỉ mỉ và chi tiết thế này. Cô giảng rất dễ hiểu và ngay bây giờ mình muốn thực hành ngay trên khách hàng. Đây là chị Dinh, chị ấy là hàng xóm của mình. Và hôm nay mình mời chị ấy đến để làm thử mẫu bài massage cổ vai gáy chuyên sâu. Thịt vòng chúng ta có thể xoay tại chỗ hoặc có thể ấn. Nâng trọng tâm của cơ thể lên cao để giúp cho tay của mình thẳng ra. Sau đó ấn vào, phế du. Tiếp theo là tâm du và tách du. Mình thấy cách học vừa xem video này vừa thực hành luôn trên khách hàng sẽ giúp mình hiểu bài và thực hành nhanh hơn. Chị ơi, chị thấy em làm thế nào? Thế em làm cũng thích đây, nhưng mà chị nghĩ em cần thực hành nhiều hơn. Vâng, em cũng nghĩ là có một số chỗ ấn huyệt em vẫn chưa đúng. Để tí em sẽ đi hỏi cô. Bọn mình có một group trên Zalo. Trong group này thì có các bạn học viên cũng học khóa massage trị liệu cơ bản như mình. Và có cả cô Hải Duy là giám đốc đào tạo của trung tâm. Mỗi khi có thắc mắc hay vấn đề gì khó, bọn mình thường trao đổi trên nhóm này và cô đã giải đáp rất tỉ mỉ và chi tiết. Cô còn phát livestream để hướng dẫn cho học viên. Quay video lại gửi cho cô Duy để cô chấm điểm. Mình đã học xong 2 bài của khóa học này rồi và mình cảm thấy rất vui vì video thực hành của mình được cô chấm cho 8 điểm. Các cô, các chị hàng xóm cũng xem mình là rất thích. Mình sẽ học tiếp thêm 4 bài nữa trong tháng này. Tháng sau mình sẽ sắp xếp thời gian để lên Haju học một khóa chuyên sâu offline. Mình sẽ tiếp tục theo đuổi nghề massage trị liệu và phát triển thêm ở quê hương mình. Cảm ơn cô, thầy cô và cảm ơn Haju rất nhiều.